Acelo 125 thay bộ nồi Thái Lan tại tiệm sửa xe Khánh. Sửa xe cho bốc mạnh, tiết kiệm xăng nha anh em. Bộ nồi cũ anh em coi đó bị chạy đã bị mòn ha. Bị khuyết vô nè. Chạy không còn bốc nữa, bị tuột và hao xăng. Chủ xe qua tiệm thay bộ nồi mới của Thái Lan. Bao bốc qua bờ nha anh em. Anh em nào nồi xe bị yếu, chạy không bốc hao xăng thì qua tiệm Khánh làm lại ha. Nếu có điều kiện thì thay bộ nồi mới luôn cho nó ngon. Đây, chủ xe đang làm thêm chén cổ với lại thay cặp vỏ mắt xích trước sau luôn nha nè. Rồi chào anh em ha.